chào mừng các bạn đến với chương trình tư vấn du học Singapore của công ty Tân Đại Dương, là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam. Thì Học viện EOC Singapore tự hào là một trong 9 trường tư đầu tiên của Singapore, vinh dự đạt được những danh hiệu cao quý về chất lượng giáo dục như là chứng nhận EduTech 4 năm, S-Class, SQC. Học viện EOC Singapore là một trong những trường hàng đầu tại Singapore, được sáng lập bởi những nhà quản trị doanh nghiệp danh tiếng trong khu vực châu Á, với mục tiêu đào tạo nên đội ngũ nhân sự chất lượng cao. Được thành lập vào năm 2003 bởi tập đoàn EOC do hội doanh nghiệp tên tuổi trên khắp khu vực châu Á điều hành. Hiện nay, Học viện EOC có hơn 10.000 sinh viên và tự hào là ngôi trường mang lại sự khác biệt và xu thế mới trong hệ thống giáo dục Singapore. Thì ưu điểm đặc biệt khi mà học tại Học viện EOC Singapore, đầu tiên là tiếp xúc và học hỏi từ chính những CEO danh tiếng khu vực châu Á. Hầu hết thì các vị giáo sư hướng dẫn là các nhà lãnh đạo và CEO cấp cao trong lĩnh vực kinh doanh, tư vấn, khách sạn du lịch, ngân hàng. Trường thì thường tổ chức các diễn đàn với các nhà lãnh đạo cấp cao để tư vấn về nhu cầu, việc làm và xu hướng thị trường biến động như thế nào, cách phản ứng với thị trường ra sao. Và thứ hai là mô hình tương tác hai chiều. Thay vì đào tạo sinh viên những kiến thức sách vở, Học viện EOC không ngừng thúc đẩy và tạo cơ hội cho sinh viên tiếp cận với thị trường ngay khi ở trên lớp. Ngạn ngữ xưa có câu, cho một người con cá, bạn nuôi anh ta một ngày, dạy một người câu cá, bạn nuôi anh ấy cả đời, là tiêu chí để đánh giá phương pháp dạy tại Học viện EOC. Với sự kết hợp của kiến thức và kinh nghiệm thị trường vào lớp học, sinh viên được đặt vào trong những tình huống thực tế đòi hỏi học viên phải đưa ra các giải pháp tức thời giúp tối đa hóa tiềm năng trong mỗi sinh viên. Chính cách hình thức đào tạo này đã mang lại cho sinh viên EOC sự tự tin, bản lĩnh của nhà lãnh đạo, khả năng phân tích, giải quyết tình huống trong thực tế, sự khác biệt tích cực so với các sinh viên khác. Và thứ ba là cơ hội việc làm dễ như trở lòng bàn tay. Trường thì có chương trình hỗ trợ và giới thiệu việc làm cho những sinh viên có học lực khá giỏi, không chỉ hạn hẹp trong môi trường Singapore. Tận hưởng lợi thế mối quan hệ doanh nghiệp trên thế giới, sinh viên học tại Học viện EOC còn được tham gia vào các chương trình giao lưu văn hóa, tìm hiểu môi trường làm việc tại các công ty ở Mỹ, New Zealand và Thái Lan. Và khi mà học tại học viện thì học bổng không khó. Nhận học bổng 10.000 đô sinh đối với chương trình cử nhân và 6.500 đô sinh đối với chương trình thạc sĩ, với sinh viên đạt được 75% kết quả các môn học. Cơ hội được tài trợ một đề án kinh doanh khả thi tại Singapore lên đến 100.000 đô sinh. Đặc biệt thì học bổng lên đến 20.000 đô sinh cho sinh viên xuất sắc dành cho học sinh học hết năm 2, hoạt động tích cực trong các phong trào của trường tổ chức. Khóa học tại trường thì ngắn, hoàn thành cử nhân trong vòng 1 năm và thạc sĩ trong vòng 12 tháng, giúp cho sinh viên tiết kiệm được chi phí sinh hoạt, học tập và sớm xây dựng sự nghiệp cho riêng mình. Bằng cấp và cơ hội chuyển tiếp sang Anh Quốc, sinh viên nhận được bằng cử nhân và thạc sĩ của các trường đại học Greenwich Anh Quốc. Hoàn thành năm 1 tại Singapore, sinh viên có cơ hội chuyển sang đại học Greenwich ở Anh Quốc. Và mọi thắc mắc về trường cũng như thủ tục học phí như thế nào thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến công ty tư vấn du học du lịch Tân Đại Dương qua số điện thoại là 083 848 4879.